đi vào luôn, người ta đi vào rồi đó. Đấy không Hùng? Đấy. Đấy nhau. Bỏ ra. Này mới được trải nghiệm cuộc sống đi biển. Bỏ ra có đêm một vạn lọc rồi, đi hết bơi được. Chuẩn bị cậu bé đấy ra ngoài biển chơi. Lâu lâu về Thanh Hóa thì ra đi bè ra ngoài biển chơi. Dùng ấy đúng không? Đấy. Anh Vinh qua, anh Vinh kéo đi, em đang mắt live stream mà. Đấy. Để anh Vinh kéo được mà, để anh Vinh kéo. Cọc đi em, cọc đi em. Buộc lại. Em gái nào đấy chú? Con gái, con bé. À. Đừng nấu ăn à? Mà đổ gì đó? Chết rồi. Ca chỉ cứ có dỗ không mà. Giờ là chó đầu vây gõ mang vô luôn. Đây, à, kéo đấy. Cháu tưởng là ra đây nó sóng to chứ ở đây sóng cũng nhỏ mà, bình thường. Trong bò sóng thường rồi em biết không thưa? À. Trong bò mà không có sóng là ngoài đây không có sóng. Vâng. Chưa. Có được 200 người qua chưa? 200 người xem chưa? Hoàn toàn phú lê cái này. Nó hồng cái. Vinh kéo khỏe vào.
vì có con cá to đùng ấy. Đi như này làm sao mà xây sóng được. Ở cháu mà lụt nó cũng to như này này, nước không? Ngày xưa lụt nước to như này luôn. Đây nhổ bế lặng đi, à. Đi sóng thì sao? Sao em đi? Cháu tưởng là đi bảo mấy chú ở xây 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 sóng. Anh Vinh kéo phụ đi. Kéo phụ ông đi. Đây. Đấy, đang kéo lưới. Sắp có cá rồi. À, người ta đánh, người ta đi vô bờ hết rồi nhờ. Nãy quá trời mà giờ đi vô bờ. Chạy. Người ta đánh chuốc. À, đánh ở trong bờ ạ. Đầu đó. Cá đầu. Cá đầu là đầu nó to phải không ạ? Dạ không biết là bố cháu giờ đi đâu rồi. Này. Chắc không, bố cháu lâu nay không nhậu. Đấy con cá, con cá gì đây? Cá này cá nu. À, cá đẹp nhờ. Con cá hát. Cá nhảy đi. Cá nhảy. Trong đồng đại có cá đó không? Không. À cũng có nhưng mà ý là cháu không biết tên nó thôi. Đây là đối sông. Không, không phải. Cũng có biển Vũng Tàu. Đâu đâu? Đâu? Đâu đây? Cá cồi với cá chi? Cá phao đi. Cồi chạy mất rồi. Chắp bãi lửa đi. Này. Con cá rồi hả? Nhảy chưa? Cồi đó, cái phao nó cồi nhảy á, cái này cũng cồi lắm. Cá cồi là cái gì vậy? Cháu chưa biết. Cồi là cá cồi. Cá tô. Bài thao đi không? Đi này, nhảy cá. Cái này, tùng lập cú đuôi. Tùng lập đây, người có vô cái bờ tùng. Tùng lên đây. Thấy con cá đây, kéo chưa? Nó mất màu ra. Cái lửa nó nhiều lắm. Này, xem cá này. Chiêm. Chắc rồi. Đấy, đây, chuẩn bị. Thôi rồi. Đấy, để cá quá trời. Trời ơi. Đừng mẹ rồi. Ông bà đắc thừa. Đổ cái tay đi. Đổ cái xuống. Đổ cái gì vậy? Cái rượu đây. Lấy cái rượu đây. Cá đu nhiều nha. Lấy cái gì chú? Kim. À cái hút cá. Cá này chiều thấy mùi ngon rồi đấy. Hôm nay là quay. Lấy cá đây. Rồi xúc. Rồi cá nhẹ tưng luôn. Cái nhá, anh cười nhá là nhất là đi viện đó. Anh cái bài cái rồi rồi. Cái đâu thôi. Đó, có cá. Tha hồ cá ăn. Ôi. Thấy. Cá nhảy tưng luôn. Chuyển chỗ. Cá kìm này đẹp chưa, béo chưa? Đấy, cá kìm này béo ấy, con đấy béo đấy, múp đấy. Đấy, ô con cá gì đẹp nhờ. Với lại ở đây là tại vì cá nó cá sống nó tươi luôn, ăn nó ngọt. Mà cái này không có chút nước rồi nè. Đi ở ngoài đấy thì đi chơi. Vòng tròn nữa đúng không?
Xe vinh này này tí kéo lưới đây. Hỏng rồi, hỏng rồi. Đấy, có cá. Có mai chứ? Mai dễ. À người ta đi vào bờ hết rồi nhỉ. Nghỉ rồi. Nghỉ đi ra tiếp. À người ta nghỉ xong tí người ta ra tiếp à? Làm cơm một nước xong người ta ra tiếp. Đúng đi về đây được, đi ra đúng, đi ra đây đúng bãi luôn chú ạ. Khoái. Cá quá trời. Ra đây rồi, khoái cái món đi, món đi ra đi ra đây. Đấy, quay cá đấy, cá đấy. Đấy, 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 cá đang nhảy rồi. Đấy, 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 đấy. Cầu chiếu hay hại. Mẹ này như ít mẹ kia ấy. Đấy, đấy, đang nhảy rồi. Đấy. Đấy, cá đấy. Ô, có được chứ. Ôi, con cá cái dài, dài ngon kìa. Con cá kìm, con cá kìm. Đấy, đấy, cá quá trời. Thôi, tên gọi đây, đây màu viên. Đấy. Múc cái nhà đây rồi. Đây cái rượu đây. Có rượu nhé. Đấy. Xin chào Đắk Lu. Xin chào 8.000 người xem. Đấy, con cá kìm đấy. Cái em béo múc. Cái này. Cuộc sống dân biển đây. Đấy. Đấy. Đấy, quá trời cá. Hà Phù An. Hà Phù An. Anh Quân. Trải nghiệm rồi đó. Đấy. Cuộc sống đi biển đấy. Đi vào luôn, người ta đi vào rồi đó. Đấy ông Hùng. Đấy. Đấy nhau. Bỏ ra. Này mới được trải nghiệm cuộc sống đi biển. Mấy ký ấy. Đó là có đêm mà bạn lọc rồi nó đi hết bơi. Cá còn nào? Bắt con đấy. Ê. Ê. Cá ăn tha hồ cá. Ê. Chú Khoa. Cái không để đi. Ô cái con cá gì nó đỏ đỏ cái nhỉ? Thấy cá đây, cá kìm á. Cá kìm. Thấy. Úi giời ơi, hai mẹ cũng ăn thoải mái. Đấy. Con đấy là con mực mực. À mực mực mực. Ôi giời ơi, giờ trời thấy con mực. Đấy, đấy. Con mực. Ơ con mực này nó không có dâu chú. Có dâu như cắt. À, mực bé anh. Dạ. Đi về mực đâu nhá. Mực mực đâu vô? Mực đi rồi. Đi cá. Cá này về chua. Ừ, nó canh chua, tha hồ ăn. Vài đi.